Quay trở lại với phần tin buổi tối là một bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ cho biết Indiana đã vừa mới ghi nhận trường hợp đầu tiên lây nhiễm coronavirus. Giới chức trách tiểu bang Indiana vào ngày thứ Sáu, 6 tháng 3, đã ghi nhận được trường hợp lây nhiễm coronavirus đầu tiên trong khu vực, khiến cho các chuyên gia lo ngại dịch bệnh sẽ ngày một lây lan ra khắp cộng đồng dân cư. Ngay sau khi thông tin này được đưa ra, thống đốc tiểu bang Indiana là Eric Holcomb đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp. Bệnh nhân được xác nhận là một người đàn ông trưởng thành sinh sống tại Indianapolis, vừa mới trở về từ thành phố Boston. Trước khi tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, người bệnh đã bắt đầu bộc phát vài triệu chứng của cảm cúm như là ớn lạnh, sốt nhẹ và ho hen. Nhằm để đối phó với sự lây lan của dịch bệnh, tiểu bang Indiana đang tiến hành kiểm tra sức khỏe và theo dõi 47 người trong phòng cách ly. Tính cho đến nay, vẫn chưa có ai trong số này xét nghiệm dương tính với coronavirus. Trong khi đó, thì tiểu bang North Carolina cũng ghi nhận trường hợp lây nhiễm coronavirus thứ hai. Thưa quý vị, lại có thêm một người tại tiểu bang North Carolina xét nghiệm dương tính với coronavirus, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở đây lên mức là 2 người tính cho tới tối thứ Năm ngày 5 tháng 3. Phát ngôn nhân Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân vừa mới ngã bệnh được xác nhận là cư dân của quận Chatham và đã từng du lịch sang Ý Quốc trong thời gian gần đây. Người bệnh đang tự cách ly ở nhà sau khi có vài triệu chứng nhẹ như sốt, chóng mặt và ho hen. Thông tin điều tra sơ bộ cho thấy, bệnh nhân thứ nhì ở North Carolina đã từng tiếp xúc với một người bệnh khác ở tiểu bang Georgia. Số người bị ảnh hưởng đang được dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng trong vài ngày sắp tới. Người bệnh đầu tiên ở North Carolina trước đây cũng đã lui tới tiểu bang Washington, nơi có nhiều người qua đời vì dịch bệnh. Ngoài Trung Cộng, dịch bệnh này đã lan sang 84 quốc gia trên toàn thế giới, theo thống kê của Tổ chức Y tế WHO. Và thưa quý vị, đã có tổng cộng 6 người được xác nhận là lây nhiễm coronavirus trong ngoài thành phố Houston. Giới chức trách Bộ Y tế vòng thứ 6 ngày 6 tháng 3 cho biết, lại có thêm một trường hợp lây nhiễm coronavirus xảy ra trong khu vực, nâng tổng số người ngã bệnh trên toàn thành phố Houston lên mức là 6 người. 4 trường hợp lây nhiễm mới nhất đã được ghi nhận vào cuối ngày thứ 6 ngày 6 tháng 3. Tất cả đều là cư dân của quận Harris và trong độ tuổi cao niên. Nhóm người này hồi tháng trước đã từng du lịch sang Ai Cập. Một người khác khoảng chừng 70 tuổi đã ngã bệnh tại quận Fort Bend. Họ bắt đầu bộc phát những triệu chứng tương tự như cảm cúm khi vừa trở về tiểu bang Texas. Loại virus gây bệnh có nguồn gốc từ thành phố Vũ Hán của Trung Cộng, nhưng nay đã lây lan sang hơn 80 quốc gia khác trên toàn thế giới. Nhìn chung trên toàn cầu, dịch bệnh này đã khiến khoảng 100.000 người ngã bệnh và 3.300 người tử vong. Tiểu bang Nevada lần đầu tiên ghi nhận một trường hợp lây nhiễm coronavirus. Bộ Y tế thành phố Las Vegas thuộc tiểu bang Nevada vào hôm thứ Năm ngày 5 tháng 3 đã ghi nhận được trường hợp lây nhiễm coronavirus đầu tiên trong khu vực. Người bệnh được mô tả khoảng chừng 50 tuổi và hiện đang bị cách ly tại một bệnh viện ở địa phương. Người này đồng thời được xác nhận là cư dân của quận Clark và từng lui tới hai tiểu bang Texas và Washington bằng đường hàng không. Một ngày sau khi tình trạng khẩn cấp được ban hành tại quận Los Angeles, dịch bệnh coronavirus đã bị phát giác lan xa các tiểu bang lân cận như là Nevada. Một giáo sư làm việc tại trường đại học Nevada ở Las Vegas nói rằng, ông không hề cảm thấy bất ngờ khi bệnh lan sang khu vực nơi ông sinh sống. Ông dự đoán số người mắc bệnh trên toàn cõi Hoa Kỳ sẽ tiếp tục leo thang trong vài ngày sắp tới. Chuyển sang bản tin có liên quan đến đời sống cho biết, kim tự tháp Dichose đã chính thức mở cửa chào đón công chúng sau 14 năm trùng tu. Giới lãnh đạo Ai Cập vào ngày thứ Năm ngày 5 tháng 3 đã khai trương kim tự tháp Dichose tại thành phố Saqqara vốn có niên đại lên đến 4.600 năm tuổi, sau gần 14 năm đóng cửa trùng tu với khoản kinh phí lên đến 104 triệu pounds Ai Cập, tức là tương đương với khoảng 6.7 triệu Mỹ kim. Kim tự tháp Dichose đã được xây dựng dưới thời cai trị của quốc vương Dichose thuộc triều đại thứ 3 trong lịch sử. Nó hiện có chiều cao lên đến 60 mét, đồng thời bao gồm 6 bậc tam cấp để mọi người có thể tiếp cận di tích cổ vật nêu trên.
nơi này đang được cơ quan UNESCO đưa vào danh sách tài sản văn hóa cần được bảo tồn vì có độ sâu độc đáo lên đến 28 mét, trong khi chiều rộng chỉ khoảng 7 mét mà thôi. Quá trình trùng tu kim tự tháp đã bắt đầu vào cuối năm 2006, tuy nhiên lại bị ngưng trệ kể từ năm 2011 sau màn nổi dậy mùa xuân Ả Rập của cố tổng thống Hosni Mubarak vào lúc bấy giờ. Thưa quý vị, dịch bệnh coronavirus đang khiến cho các nhà sản xuất gel rửa tay gia tăng tốc độ làm việc của mình. Công ty chuyên sản xuất các thiết bị dọn dẹp vệ sinh và gel rửa tay Christens vốn đặt tổng hành dinh tại Mỹ Quốc. Và ngày thứ Sáu, ngày 6 tháng 3 cho biết, vì những lo ngại đang ngày một leo thang có liên quan tới dịch bệnh, nên họ phải tăng tốc độ làm việc lên gấp 3 lần để sản xuất kịp đến tay người tiêu dùng. Thay vì có sản lượng khoảng chừng 1.000 tấn gel rửa tay, năm nay công ty này cho biết họ sẽ tăng công suất lên gấp 3 lần, tức là khoảng 3.000 tấn gel để đối phó với dịch coronavirus. Thế theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế WHO, đã có trên 100.000 người ngã bệnh liên lục địa sau khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát hồi tháng 1 tại thành phố Vũ Hán của Trung Cộng. Nền kinh tế ở khắp nơi cũng vì lý do này mà đứng trước bờ vực suy thoái. Trẻ em hiện đang không được đến trường, trong khi người lớn thì được khuyến cáo ở nhà làm việc và tránh tụ tập ở chốn đông người cho đến khi dịch bệnh giảm đi. Để tránh tình trạng lợi dụng thời cơ tăng giá sản phẩm, chính phủ Pháp và Mỹ đã tuyên bố kiểm soát chặt chẽ giá thành trong mùa bệnh hiện nay. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin buổi tối của Đài truyền hình Việt TV và Radio. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí sau một vài thông tin thương mại.